SEXILOOK mặt nạ lên men dưỡng da trắng sáng 4 miếng hộp giúp cải thiện làn da không đều màu, giảm thâm nám, tàn nhang, làm chậm quá trình lão hóa mang đến cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng. Sản phẩm được chiết xuất từ các loại hoa quả blueberry, dâu, dứa, bưởi, lựu đỏ, chứa các enzyme được lên men, có khả năng chống oxy hóa, tăng cường độ ẩm, giúp da mịn màng tươi sáng. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho da ngâm, da sạm nám, da nhạy cảm. Làn da trắng sáng mịn màng luôn là mơ ước của rất nhiều cô gái. Hãy để SEXILOOK thực hiện ước mơ của bạn với dòng sản phẩm mặt nạ lên men dưỡng da trắng sáng SEXILOOK. Mặt nạ lên men chiết xuất từ các loại trái cây và rau quả, giàu thành phần enzyme được lên men tự nhiên giúp da hấp thụ các dưỡng chất nhanh chóng, giúp cải thiện làn da không đều màu, giảm thâm nám, tàn nhang, làm chậm quá trình lão hóa mang đến cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng. Sản phẩm giúp da tăng cường sức đề kháng do ảnh hưởng từ không khí ô nhiễm, ngăn ngừa các tác nhân gây hại như tia cực tím, bảo vệ làn da của bạn tối ưu chỉ với một sản phẩm. Công dụng của mặt nạ lên men S E X I L O O K là gì? Giúp cải thiện làn da không đều màu, giảm thâm nám, tàn nhang, bổ sung độ ẩm cần thiết cho da, nuôi dưỡng và tái tạo làn da trong quá trình sử dụng, kích thích sự phát triển của các tế bào da mới, giúp sáng da, ngăn ngừa mụn cám nhờ thành phần lên men độ pH lý tưởng cùng thành phần lên men từ các loại trái cây giúp bổ sung độ ẩm tự nhiên cho da, không gây cảm giác khô căng sau khi sử dụng, làm chậm quá trình lão hóa, mang đến cho bạn làn da trắng sáng mịn màng. Thành phần của sản phẩm Keratolite là chất lên men được chiết xuất từ 26 loại hoa quả blueberry, dâu, dứa, bưởi, lựu đỏ, chanh, việt quất, chùm ruột, TGANEXAMIC acid là thành phần có cơ chế chống gia tăng hình thành các sắc tố da dùng trong việc điều trị nám, dưỡng trắng da, chiết xuất từ hoa nhung tuyết hoa thủy trinh, chống lão hóa tự nhiên, chiết xuất từ gạo trắng, giúp da trắng mịn, hyaluronic acid HA, thành phần cấp ẩm và dưỡng ẩm vượt trội nhằm giúp da ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, mặt nạ lên men dưỡng da trắng sáng sử dụng được cho loại da nào, xóa bỏ nỗi lo da sạm đen, thâm nám, tàn nhang bằng sản phẩm mặt nạ lên men dưỡng da trắng sáng SEXILOOK chỉ sau một lần sử dụng tác dụng dưỡng da trắng sáng tức thì, rất thích hợp sử dụng trong chu trình chăm sóc da trắng sáng của bạn. Giới thiệu về thương hiệu SEXILOOK SEXILOOK là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da đến từ Đài Loan. Tất cả các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản dưới sự giám sát khắt khe của Đài Loan. Với kim chỉ nam, vẻ đẹp của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi. SEXILOOK sẽ mang đến thật nhiều các sản phẩm không chỉ hoàn hảo về chất lượng, mà còn đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, mang đến cho người tiêu dùng một vẻ đẹp tự nhiên và kinh điển theo thời gian. Hiện nay, sản phẩm của thương hiệu SEXILOOK được kinh doanh rộng rãi tại 28 quốc gia, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Canada, USA, Indonesia và đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2017. Kể từ đó, các sản phẩm của SEXILOOK đạt được nhiều giải thưởng vinh dự và gần nhất được vinh danh là dòng mặt nạ bán chạy nhất Medicare 2019.